thấu hiểu nỗi đau của rừng, lắng nghe tiếng kêu của đất, gìn giữ và xây dựng tương lai ngay từ hôm nay. Bảo vệ thiên nhiên bằng nguồn nguyên liệu tái tạo và thay thế, đảm bảo cho thế hệ mai sau một nền tảng phát triển vững bền. Hãy gọi 1-800-1515 để mua ống kém đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng. Tập đoàn Hoa Sen đạt thương hiệu quốc gia và là công ty tăng trưởng toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Kính chào quý vị khán giả. Bằng để mở một cái spa là 2,5 triệu, chứng chỉ hành nghề là 1,5 triệu, mua 2 sẽ được giảm giá, chỉ cần gửi 2 ảnh và để lại địa chỉ. Sau 2 ngày thì bằng cấp sẽ được ship đến tận nơi, đến tận tay người cần, và bằng xong thì mới phải trả tiền. Quý vị có thể thấy là hoạt động mua bán chứng chỉ và bằng cấp spa đang diễn ra vô cùng sôi động trên mạng xã hội. Vậy thực hư những tấm bằng đang được giao bán này như thế nào? Ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng nhóm phóng viên điều tra của VTV24 tìm hiểu câu chuyện này. Trang Facebook này công khai giao bán bằng cấp, chứng chỉ để hành nghề spa. Thậm chí họ còn khẳng định chứng chỉ của mình là chuẩn và có cả dấu chìm trên bảng. Kèm theo đó là lời khuyến cáo, sắp có đoàn kiểm tra liên ngành tại các spa và nếu không có đủ chứng chỉ thì sẽ bị phạt rất nặng và bị bắt đóng cửa. Trong vai một người có nhu cầu mua bằng spa, phóng viên đã liên lạc với chủ nhân của Facebook này và được tận tình hướng dẫn. Để tìm hiểu thực hư những tấm bằng được cho là chuẩn và có dấu chìm của trường trung cấp tổng hợp Hà Nội, nhóm phóng viên đã tìm đến nơi để xác minh. Trong danh mục ngành nghề trường đại học đào tạo không có ngành chăm sóc da và spa, chứng tỏ tất cả những cái bằng mà những người ta giao bán ở trên mạng đều là bằng giả. Nhận xét về hình thức của những tấm bằng và chứng chỉ này, thầy giáo Bình cho rằng trình độ làm bằng giả của đường dây này khá tinh vi, nhìn sơ qua thì khó có thể phát hiện được. Theo luật sư Nguyễn Quang Ngọc, những tấm bằng chứng chỉ spa giả có thể qua mắt được các cơ quan chức năng khi kiểm tra. Thế nhưng trên thực tế thì hành vi mua bán chứng chỉ và bằng cấp giả này sẽ phải đối diện với việc bị có thể lên tới 20 triệu đồng, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự là che giấu các cơ quan tổ chức thì có thể bị xử phạt lên tới 3 năm tù giam. Chị Trang hoạt động trong nghề spa đã 16 năm cho biết để mở một cơ sở spa không khó. Thế nhưng tay nghề kinh nghiệm của người làm mới là điều quan trọng. Họ phải được đào tạo căn bản và chuyên nghiệp, thậm chí phải liên tục đi học nâng cao tay nghề trước khi làm cho khách. Tiêu chuẩn một spa mà đạt tiêu chuẩn cấp giấy phép của Bộ Y tế và được phổ biến ở Việt Nam là bằng của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Thì bằng này không phải là bỏ tiền ra mà mua được, hoặc là thích thì tôi có thể xin được. Bằng này bắt buộc là mình phải học. Theo chị Trang, phạm vi hoạt động của các spa chỉ được chăm sóc bên ngoài cho khách hàng, cấm hoạt động xâm lấn gây chảy máu cho khách. Thế nhưng hiện nay, không ít cơ sở spa ở Hà Nội đang vượt quá thẩm quyền và gây ra nhiều biến chứng hệ lụy cho khách hàng. Vâng, sau khi xem xong phóng sự trên thì chắc hẳn là rất nhiều người sẽ đặt ra câu hỏi là trong số những người đang hành nghề spa thì liệu có bao nhiêu người đang sử dụng bằng giả và có nguy cơ bị truy cứu hình sự như thế nào? Chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh câu chuyện này trong các chương trình tiếp theo. Chương trình chống buôn lậu hàng giả bảo vệ người tiêu dùng cũng đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Ống kẽm Hoa Sen hân hạnh đồng hành cùng chương trình này.